Xin chào tất cả anh chị. Phiên cuối tuần thị trường có phiên Tết cũng rất là đẹp đúng không ạ? Hôm nay thì một cái phiên mức độ tăng điểm thì nó không nhiều đâu anh chị ạ. Chỉ số VN-Index chúng ta tăng hơn 3 điểm. Đấy, và VN 30 tăng có hơn 1 điểm thôi. Nói về mức độ thì nó không tăng điểm nhiều, nhưng mà cái thế xu thế của nó là rất là ổn. Nó là ổn ở chỗ là nào là Tết cung này, nào là hình thành cái mẫu hình vai đầu vai này. Tín hiệu anh chị nhé, còn mình xin dùng lại là từ tín hiệu, nhưng con nó chưa hình thành đâu đâu, có thể thôi. Mình phải khẳng định như vậy, thì có thể nói là tuần mới có thể rất là dễ để một cái tuần bùng nổ. Thì nổ hay không thì chưa biết, thì chúng ta phân tích thêm. Tuy nhiên thì theo quan điểm của mình thì anh chị nên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như anh chị còn tiền hoặc anh chị còn sức mua, hoặc là anh chị giai đoạn vừa rồi chưa sử dụng một gì nữa, thì anh chị nên chuẩn bị sẵn sàng. Nên chuẩn bị sẵn sàng cả cổ phiếu và kế hoạch để giao dịch cho phiên đầu tuần, có thể là thứ hai hoặc thứ ba. Đấy, vì nếu như chúng ta mà không chuẩn bị trước các kế hoạch và không chuẩn bị cổ phiếu trước á, thì khi thị trường mà có nổ lên chẳng hạn á, thì chúng ta sẽ loay xoay không biết mua gì, mua giá nào, mua lúc nào, nó rất là bị động. Và chúng ta nên dành cái thế chi đợi, nên dành cái thế chủ động thì nó sẽ ok hơn. Ở video hôm qua thì mình có chia sẻ với anh chị là khoảng 3 đến 4 phiên, tức là mình sẽ nói là khoảng 3 đến 4 phiên bên này nữa. Nhưng mà sau phiên hôm nay thì xác suất có khả năng là khả năng đầu tuần rồi, chỉ khả năng đầu tuần thôi là sẽ không biết con nâu hay không, thì chúng ta phân tích thêm nhóm cả các nhóm cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy những mà xác suất là sẽ khá cao đấy. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích. Đầu tiên là một cái khung ở khung khung ngày đấy chị này. Khung ngày đấy thì hôm trước chúng ta đã chia sẻ rồi, cái vai bên phải vai trái này, nhìn nói với mẫu hình vai đó, vai nhiều người cứ là bảo là có vai bên này, có đâu đấy có vai bên này, nhiều người cũng thực tế là không hiểu được cái khối lượng nào đâu. Nguyên tắc của nó là cái vai bên trái này này là khối lượng phải lớn hơn cái đầu, và cái đầu là khối lượng hơn cái vai bên phải đấy. Thì lý do vì sao thì anh chị phân tích thêm về chỗ yếu tố cung cầu, nhưng do yếu tố thời gian mình không nói thêm ở đây. Nhưng mà những cái yếu tố này là nó đã đạt rồi anh chị. Đấy, cái khối lượng vai bên trái này anh chị nhá, đây là ở cái vùng 1140 giai đoạn trước đấy, giai đoạn 27 tháng 9 đấy, là khối lượng là gì nhìn thấy rất là rõ. Còn cái đầu ở đây thì ở vùng 1100, ở vùng 1120 đấy chị nhá, thì cái khối lượng nó nhỏ hơn, nhỏ hơn cái đầu ở cái vai này. Và cái vai hiện tại bên phải chúng ta đang tạm nói cái vai bên đấy ấy, là cái khối lượng nó nhỏ hơn nữa ở cái đầu nữa. Thì nói về khối lượng và nói về mặt hình dạng và nói về mặt cấu trúc của mẫu hình ấy, là nó khá là ok, nó là khá là ok đấy. Thì đó là về khung ngay là như vậy. Còn nếu nhìn vào khung độ mức độ của số phiên ở bên phải á, thì hiện tại bên phải đã có đến 3 đến 4 phiên ở đây. Đấy, và như phiên hôm nay nó nhúng xuống ngay cái vùng này gì này, ngay cái vùng 1138 cái gì này. Hôm qua thì chúng ta có thể nói là có thể là xuống 1140, nhưng mà hôm nay nó xuống 1138.99 đấy như này. Đấy, ở đây lập thấp nhất là 1138.99 đấy này. Đấy, hôm qua chúng ta có làm video chúng ta còn nói không phải không đâu, tức là nó sẽ tẹt với cái vai bên này. Thì nếu như được như vậy thì nó rất ok. Thì hiện tại những phiên hôm nay nó đạt cái điều kiện đó rồi. Đấy. Thì như mặt về mặt cấu trúc á, và về mặt để mà nó về triệt tiêu nguồn cung bên ở vai trái á, thì cả phiên như thế này thì nó khá là ổn rồi. Đấy, thì nó rất là dễ nổ ở tuần sau. Tất nhiên nổ hay không thì anh chị nên chuẩn bị một kế hoạch. Nếu không nổ thì chúng ta cũng không giao dịch, không không đánh margin, hoặc là không không full margin, hoặc nếu nó nổ thì chúng ta sẽ có một kế hoạch sẵn. Thì tí đi vào từng cổ phiếu thì anh chị mình sẽ phân tích thêm, và mình sẽ đưa ra một số nhóm cổ phiếu mà anh chị nên chú ý ở cái phiên tuần sau, cái tuần giao dịch từ 16 cho đến 20 tháng 10. Cái tuần sau thì có một cái phiên đáo hạn xả phái sinh vào ngày 15 tháng 10 đúng không ạ, thứ năm tuần sau. Hôm trước mình có nói là khả năng nó sẽ sau cái phiên đáo hạn phái sinh thì xu thế mới có thể mới xác lập, nhưng mà kiểu này thì có thể là chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Đấy, thì rõ ràng chứng khoán nó luôn như vậy thôi anh chị. Sau từng phiên chúng ta phải xây dựng, và trong ngay cả từng phiên, ngay cả trong một phiên chúng ta cũng phải có một cái kế hoạch để hành động nó phù hợp thôi. Thì đó là về ở khung độ ngày là nói như vậy. Còn hôm nay kết thúc tuần chúng ta xem ở khung chart tuần á. Và chart tuần thì anh chị xem anh chị thấy rồi. Cái kiểu này này, cái kiểu này một tuần phục hồi nhưng mà khối lượng nó không lớn. Đấy, và nó lấy lại cái đường MA200 của khung chart tuần. Đấy, và nó đóng cửa là gần ở cái mức đóng cửa của phiên giảm tuần trước đó nữa. Thì nếu như nói về mặt cấu trúc á, thì cấu trúc như thế này thì sáng tuần cũng rất là dễ là một cái tuần phục hồi, nếu rất là dễ là có một tuần phục hồi anh chị nhá. Đấy là khung tuần là nói như vậy. Đấy, khối lượng nhỏ thì anh chị phải lưu ý rằng là
khối lượng nhỏ nhưng mà đạp xuống kéo lên khối lượng nhỏ nó mới tốt đấy, còn nếu khối lượng lớn thì nó lại hỏng đấy. Cái này thì anh chị xem theo yếu tố cung cầu thì anh chị thấy rất rõ. Còn ở khung đồ mà dưới ngay á, khung đồ dưới ngay thì mình hãy sử dụng ở khung 30 phút và 1 giờ. Cái này thì hôm qua mình làm video mình có nói anh chị rồi, mình có nói anh chị là cả phiên tới, tức là hôm qua chúng ta chia sẻ thì khả năng nó sẽ dao động trong cái vùng này đấy, trong vùng này. Tất nhiên thì hiện tại thì như hôm nay thì hôm qua chúng ta có nói là có thể chạm xuống 1140, hôm nay xuống 1139 ở 1138.99, tức là lệch hơn 1 điểm, đúng không ạ? Lệch hơn 1 điểm sau chúng ta nhận định đây, tức là nó tẹt với cái đáy này. Nhưng mà nhìn về khối lượng ở đáy này này và cái khối lượng ở đáy này á, thì chúng ta thấy rằng là cái đáy này nó vẫn cao hơn là về về mức độ giá. Còn về mức độ khối lượng á, thì chúng ta thấy rằng là sau quá trình tẹt xuống cái đáy này thì nó kéo lên khối lượng khá là ok đấy chị nhé, khối lượng khá là ok đấy. Thì nếu như thứ 2 tuần sau, đầu tuần sau, tức là phiên ngày 16 tháng 10 nó thị trường có bùng nổ á, thì nó cái xu thế của nó còn nổ thì khoảng phiên chiều thôi, còn phiên sáng hơi khó. À, bởi vì sao? Bởi vì là nó có vùng cản ở 1160 đây, vùng cản đấy chị nhé, 1160 đây, thì có khả năng phiên sáng nó sẽ tích lũy ở 1160 đây, hoặc là có thể sáng thứ ba nó mới nổ đấy, chưa biết được. Nhưng mà khi nó bứt lên hẳn cái vùng 1160 này chị này, thì khi đó nó mới xác nhận là một phiên phiên nổ lên đấy. Và khi đó là nếu như khối lượng giao dịch của cả cái phiên cả cái nền tảng ở đấy á, là nó phải lớn hơn cái quá trình này này, phải lớn hơn cái quá trình cả cái phiên giao dịch khối lượng ở đây, thì khi đó nó mới xác nhận một xu thế mới đấy, chị lưu ý như vậy. Thì mình dự quan điểm năng là nếu như mà nổ vào thứ tuần sau á, thì nó phải vượt 1160 thì phải phiên chiều hoặc là phiên sáng hoặc là phiên ngày thứ ba tuần sau, khoảng 2 phiên đó thôi. Còn phiên sáng thứ hai sáng sốt sẽ là trước á, mà nó sẽ nhí nhăng ở trong cái vùng này một số cái nến nữa thì nó hợp hợp cung thêm ở vùng này, thì chúng ta theo dõi thêm. Nhưng mà cái này chúng ta không đoán được. Còn số lượng phiên sau phiên hôm nay nữa thì chúng ta thấy rồi, là số lượng phiên bên này và bên này thì nó khá tương đương rồi. Tất nhiên bên này mà nó tích lũy thêm 1 phiên 2 phiên thì đẹp hơn đấy, thì cái quá trình đi lên nó sẽ ổn hơn. Nhưng mà như thế này nó đạt những điều kiện, tức là nó đã tẹt xuống rồi, tức là nếu như không ngay thì thấy rồi đúng không ạ, đạt xuống 10 kéo lên tẹt đáy này đấy. Thì cái này là anh chị chuẩn bị sẵn cả kế hoạch đấy, giống như kế hoạch thì hôm qua mình có chia sẻ những gì, ví dụ như là mình có nói anh chị theo cấu trúc nhỏ là anh chị quan sát. Thì hôm qua mình còn nói anh chị là ví dụ nhóm ngành thủy sản chẳng hạn, đúng không, thì đạp xuống kéo lên một khối lượng phải nhỏ đấy. Thì ví dụ như hôm nay anh chị có thể mua một số cổ phiếu nhóm ngành thủy sản, ví dụ như ARV hôm qua mình còn nói đúng không. Còn nếu không đạt thì thôi, nếu không đạt thì chúng ta không không tham gia. Thì đó là về cách vận động của thị trường, thì khả năng là sẽ nếu như có nổ á thì khoảng phiên chiều thứ hai. Đấy, mình theo mình là như vậy, bởi vì ở cái vùng 1155 cho đến 1160 này đấy, cũng là con 5 điểm này á, thì xác suất nó sẽ có một cái quá trình tích lũy. Trong trường hợp mà mạnh quá thì nó có thể vượt lên ngay mở gạp luôn ở phiên sáng ở 1160 á. Đấy, mở gạp luôn. Đúng không ạ? Mở gạp luôn á, thì khi đó cả cái vùng này nhìn, khi đó cả cái vùng này sẽ tạo thành một cái đảo Iceland, tức là mẫu hình nhà Iceland. Tất nhiên cái quá trình phục hồi này của thị trường có lên thì nó cũng không được nhiều đâu. À, không được nhiều sao? Vì sao? Bởi vì anh chị đo cái khoảng từ đáy này này lên đây á, ở đây tức là 1100 cho 1100 cho đến 1160 là khoảng 50 điểm. Thì cái target của nó thường đối với thị trường mình không tính cổ phiếu anh chị, thì cùng là từ 1160 đến khoảng 1200 đến 1210 đấy, khoảng cái vùng này, tức là nó có hồi được á, thì khoảng vùng này thì lên vùng này bắt đầu nó là sẽ có sự dao động lớn. Nhưng còn trong quá trình vận động đi lên thì nó có thể là có nhiều cái điểm để nó dao động, nhưng mà cách thức của nó là thường như vậy đấy. Thì đó là về yếu tố thị trường, thì và về mặt cầu mẫu hình thì anh chị lưu ý cho mình như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số cổ phiếu để anh chị nên chuẩn bị trước cả cái kế hoạch đấy. Thì nói chúng là nổ hay không thì chúng ta theo dõi thêm, nhưng mà anh chị lưu ý cho mình rằng là muốn nổ hay không thì cũng phải có dòng bánh yểm trợ anh chị. Nếu như không có dòng bánh yểm trợ thì có thể nói rất là khó đấy. Và nếu như anh chị nhìn vào cả cổ phiếu dòng bánh á, thì phiên hôm nay có thể nói rằng là 6 phiên hôm nay á, thì anh chị nhìn vào thế á, thì và cái kiểu mẫu hình của hầu hết các cổ phiếu thì có thể nói rằng là các cổ phiếu ví dụ MBSTB, Vietcombank, VPBank, HD Bank đấy, thì có thể
sản xuất cao sẽ là có một cái phiên nổ lên đấy, và nổ lên thì giúp thị trường nổ được. Ví dụ Vietcombank này ở đấy thì đánh dòng bánh trong bùng thì chưa nói gì nhá, cũng giai đoạn này chắc chắn là cũng không nhiều nhà đầu tư đánh bánh đâu, nhưng mà chúng ta phân tích để chúng ta đánh giá với cái thị trường á, thì như thế này thì như Vietcombank cũng khá là dễ nổ này, vì bánh thì cái xu thế của nó đang lên thôi này, nhưng mà nó có nổ lên một phát thì nó gặp cái đỉnh thôi đấy, do đó nó có nổ lên một phát thì lấy cái đa, lấy cái tiền đề, giúp cho thị trường vượt qua cái kháng cự 1160 thôi. Còn mà để mà dòng bánh vào vào sóng thì mình nghĩ rằng là cũng là để mà có một cái lợi nhuận nó ok thì cũng 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 cái này thì tùy vào cách anh chị lựa chọn cổ phiếu, nhưng mà nói như vậy nó có nổ lên nó gặp đây thôi, nhưng mà rất dễ nổ anh chị, thế này rất dễ nổ. VIB này, rồi ví như MB này, đấy, MB kiểu như thế này là khá là rất dễ nổ, như có một cái màu hình vái đầu vái này đấy, anh chị nhìn rất rõ rồi, rất là dễ nổ vượt lên MA 20 đúng không ạ, hoặc là STB này đấy, vân vân, rồi HD bánh này, CTG này, ACB này, những cái thế kiểu kiểu như thế này là rất dễ nổ lên đấy. Thì anh chị xem thêm để mình dòng bánh mình không đánh giá cao về đánh đầm đó cái giai đoạn này thêm chưa, khi nào vào đài sóng chúng ta tính sóng gì. Còn cái dòng tiếp theo mà dòng các thị hôm nay cũng khá là ổn, đó là dòng chứng khoán. Cái dòng chứng khoán thì chúng ta nói rất nhiều rồi, như VND gì này, cái kiểu như thế này nhá, kiểu như thế này là như phiên thứ hai nó rất dễ nổ lên là gì này, VND này. Thì anh chị cánh cánh vào những cái hôm qua mình còn nói thêm đấy, đấy từ lớp khi nó vượt cái vùng đỉnh này của phiên hôm qua đây này, đấy khi nó vượt cái vùng đỉnh của phiên hôm qua đấy, tất nhiên nếu như anh chị bắt đáy hôm nay hoặc bắt đáy hôm kia thì chúng ta những cái đó, hoặc là bắt đáy từ phiên ngay 6 tháng 10 những cái đó chúng ta không nói đến gì nhá, để chúng ta nói giai đoạn hiện tại thôi. Đấy thì như phiên hôm kia thì phiên hôm nay tẹt lại đáy này này, cái vùng vùng nền này này, nhưng nó kéo lên khối lượng phải nhỏ này, con đạp xuống kéo lên một khối lượng lớn rất dễ hỏng anh chị ạ, rất dễ hỏng đấy. Rồi cái RSI không phải anh chị này, RSI nó cũng có thể là như sáng tuần cũng rất là một cái phiên rất là dễ ở lên này. Mình đang nói dễ, mình nói như vậy là không phải là mình khẳng định luôn anh chị nhé. Đấy, anh chị phải chuẩn bị những cái kế hoạch sẵn không phiên. Đấy, HCM ngoài này, rồi SHS này, nhưng cái thế của nó là rất ngon rồi. Đấy, thế của nó rất ngon. Hôm qua mình có làm video, mình có chia sẻ với anh chị, tức là hôm qua mình có nói nó là nói với anh chị nhé, nó như phiên mai nó đạp xuống. Đấy, nhưng mà thực tế là như phiên hôm nay nó có đạp xuống đấy. Và lúc cái phân tích thị trường mình có nói hôm qua đấy, cái yếu tố thị trường này, hôm qua mình có nói là có thể về vùng này là lý do vì sao về vùng này là có hầu hết cổ phiếu nó sẽ đạp xuống tẹt lại đáy thôi. Đấy. Bởi vì thị trường là cấu tạo từ nhiều cổ phiếu nhóm ngành mà, đúng không ạ? Đấy thì đây, VCI cũng vậy. Rồi ví như BSI cũng vậy này, hôm qua mình phân tích cho anh chị rồi, đúng không ạ? Và cái màu hình của hiện tại của nó là màu hình hai đáy này. Đây nó lên về gặp cái vùng đỉnh trước của nó đang dao động này, cái đỉnh ở đấy, đỉnh ngày 28, 27, 28 là gì nhá. Đấy thì 28, 29 đấy thì nó đang gặp cái vùng này, thường nó có dao động đạp xuống kéo lên. Đấy như thế này nó rất dễ nổ. Đấy. Còn FTS cũng tương tự như vậy thôi. Đấy, FTS thì mình bán mất 1 phần 2 rồi. Đấy, còn 1 phần 2. Đấy, thì đó là đối với dòng chứng là như vậy. Còn dòng chứng mình cho rằng là nếu như anh chị mà mua khi sử dụng mà dính các kiểu thì anh chị nên cân nhắc lựa chọn cổ phiếu. Nên có một cái kế hoạch sẵn để chúng ta không bị động, để chúng ta sử dụng cái vốn cho nó hiệu quả. Thì đó là đối với dòng chứng khoán. Dòng tiếp theo đó là đối với dòng thép thì mình cho rằng là có vẻ là nó đuổi hơn so với nhóm ngành chứng khoán, bởi vì giá hiện tại vì như hóa sen vẫn còn dưới MA 50, MA 10, 20, nó cũng vượt được lên vùng này thì nó gặp ngay vùng đỉnh này rồi. Trừ con Hoàng Nam Kim này gì này, trừ con Nam Kim này là giá đã vượt lên được MA 20, MA 50 này. Đấy, tất nhiên thì những bọn này thì nó đang gặp đỉnh cả thôi. Đấy, nhưng mà nếu như nói dòng thép thì mình thấy rằng là anh chị mà quan tâm thì mình nghĩ rằng là giai đoạn này anh chị nên chú ý con Nam Kim. Đấy, nên chú ý là con Nam Kim. Con Hoa Phát đúng vậy, giá con dưới MA 20, 50, 100, 100 vân vân. Đấy, thì anh chị nên 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 cân nhắc lựa chọn cổ phiếu, anh chị nên lựa chọn ví dụ như nếu thép thì anh chị nên cân nhắc Nam Kim. Đấy. Tất nhiên có thể sáng tuần nó chấn nổ, thị trường chấn nổ thì nó có thể tẹt lại MA 20. Đấy. Nhưng mà nó nổ thì chúng ta hay đánh cái chiến lược nó khác, tức là trong cách thức dự sử dụng quy mô và sử dụng margin á. Mình có những cái video về hướng dẫn sử dụng margin, sử dụng vốn là gì nhá. Anh chị nào mà quan tâm thì anh chị có thể trao đổi với mình hướng dẫn cho, mình gửi cho. Đấy, thế đó là về và cách để anh chị sử dụng margin á, phân bổ danh mục các kiểu. Đó là đối trong thẻ anh chị nhá. Thì mình thấy rằng là nếu như quan tâm anh chị nên quan tâm con Nam Kim thôi. Đấy. Con Hoa Sen và Hoa Phát thì có lẽ là nó sẽ đuổi hơn. Con dòng tiếp theo nữa là đối với dòng dòng cảng biển thì nó hơi lỏng lẻo, do đó mình cũng không đưa vào đây.
Đấy, thì có thể lên hay không thì chưa biết, nhưng mà mình thấy rằng nó khá là lỏng lẻo. Ở dòng phân bón thì có các cổ phiếu ví dụ như là con Đàm Bình Điền này, con này là một, với con Lạt là hai. Lạt nó như LAS thế này nhá. Đấy, thì hai con này có thể là nó khá ổn hơn. Đấy, tất nhiên thì khi mà Đàm Phú Mỹ và Đàm Cà Mau mà nó còn dao động lỏng lẻo, nó chưa lên á, nó không lên được cái lỏng lẻo thế này á, thì mình nghĩ rằng là nói dòng Đàm phân bón thì anh chị cũng không nên ưu tiên. Dòng tiếp theo nữa là dòng bất động sản. Dòng bất động sản thì nói thật ra là giai đoạn vừa rồi mình hơi nẻ, hơi hơi rèn nó nhỉ. Nhưng hôm nay bị nhà Khang Điền tăng rất là mạnh này, rồi là còn Phát Đạt này nhỉ, hai con tăng tím. Đấy, nhưng như bọn này nổ lên thì lại gặp ngay kháng cự thôi. Như Phát Đạt thì nổ lên nó gặp ngay kháng cự. Tất nhiên không phải nói kháng cự là nó sẽ không xuyên qua, bởi vì khi khi cổ phiếu đã lên mà nó lỏng lẻo, mà nó rũ bỏ và nó cân bằng hấp thụ lại, thì bây giờ kháng cự đấy nói đó là về mặt tâm lý, còn nói về mặt nguồn cung thì chưa hẳn nó đã nhé, chưa hẳn nó đã xấu, đúng không? Nó đã có thể là nguồn cung đấy, có thể là cũng không nhiều nữa, đúng không? Do đó là cả phiên tới nếu như trường hợp nó tích lũy lại thì chúng ta tính sau thôi, còn mua như mua hôm nay thì cũng hơi khó, đúng không? Còn mà nếu để mà sáng tuần mà thị trường có lên mà để đủ vào nhóm manh bất động sản thì mình cho rằng cũng quá cái điểm thôi. Nếu như sang tuần DG thì nó sẽ yếu hơn, đúng không? Nó sẽ dưới MA 50, MA 20, MA 100 vân vân. Được mỗi con nhà Khang Điền. Đấy, nhà Khang Điền mà Phát Đạt. Đấy, thì đó là về những cổ phiếu bất động sản. Còn những con khác thì thấy nó yếu hơn. Còn bất động sản khu công nghiệp á, thì nó đã quá hết cái điểm mua lên gì nhá. Chúng ta đã chia sẻ rất nhiều rồi, nó quá hết cái điểm mua rồi. Trừ trường hợp mà ví dụ như con SZC mà anh chỉ có hàng giai đoạn vừa rồi đấy này, mà nói như nó vượt đỉnh lên thì anh chị có thể, mà nếu như mà nguyên tắc về sử dụng margin thì anh chị có thể đánh. Tất nhiên thì ở mua như thế này là nó hơi là hơi rẻ, đúng không ạ, hơi cao đấy, thì tùy vào cái khảo khẩu vị thôi. Còn nếu mình thì mình nghĩ rằng là nếu không mua những vùng dưới này thì lên nó vượt đỉnh thế này thì, và vùng đỉnh khá dao động thế này, khối lượng lớn thế này thì mình nghĩ là không nên đấy. Còn nếu như giai đoạn này mà để mua đối với dòng bất động sản khu công nghiệp thì nó đã quá hết cái điểm rồi đấy, thì đó là bất động sản khu công nghiệp. Cái nhóm ngành thủy sản, nhóm ngành thủy sản thì thực tế đã là hôm qua mình chỉ theo dõi kênh của mình thì mình đã phân tích, mình lấy cái ví dụ đấy trong cái chiến lược với đánh phân tích tài nền đó, thì nhưng mà lựa chọn cổ phiếu thì anh chị có thể chọn ví dụ như Vĩnh Hoan, FMC, rồi CMX, ANV, rồi IDI chẳng hạn, anh chị lựa chọn nào là cái cách của anh chị. Còn ví dụ như mình thì mình chọn con ANV. Đấy, chọn ANV bởi vì là cái thế đánh của nó là thứ nhất, thứ hai là nó dao động rũ bỏ là nó khá là ổn, thứ ba nữa là nó gần đỉnh trước hết đấy. Cái này thì hôm qua mình có chia sẻ, tất nhiên thì lựa chọn thì tùy anh chị thôi. Nói như vậy không có nghĩa là con này, con ANV sáng nhịp tới nó sẽ mạnh hơn con Vĩnh Hoan hoặc là con CMX, cái đó chúng ta chưa biết. Nhưng mà cái cách để chọn cổ phiếu hiện tại thì chúng ta nên chọn những cổ phiếu ví dụ như ANV nó sẽ hay hơn so với các cổ phiếu khác đấy, bởi vì nó tiềm cận đỉnh trước và cái đỉnh trước nó đã rũ bỏ tẹt lại rồi. Thì anh chị theo dõi thêm thì là cả nhịp sắp tới nó cũng nó không. Còn nếu như chưa có hàng thì ví dụ như phiên sáng tuần thị trường nổ mà anh chị có thể cổ phiếu này nổ lên thì anh chị vẫn có thể lấy được, vẫn đang lấy được chứ không sao hết. Tất nhiên cái giá thì nó sẽ cao hơn tí, đúng không ạ? Còn nếu như trong trường hợp mà thị trường tích lũy lại và chưa lên á, tích lũy dưới 1.160 thì có thể cổ phiếu này nó tích lũy thế, chứ không phải. Nhưng mà đấy là nói về điểm mua, thì đấy là một cái điểm mua và hôm qua mình có chia sẻ anh chị rồi, đúng không ạ? Thế đó là đối với dòng thủy sản. Còn dòng dầu thì nó đã quá điểm rồi anh chị ạ. Dòng dầu khí thì như PVE thì mình cũng mua từ phiên cách đây 4 hôm rồi, mình có nói anh chị rồi. Thì cách như thế nào thì mình đã phân tích cho anh chị rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ nó đến gặp vùng này thì nó có thể tích lũy thêm. Đấy. Còn nếu nó tích lũy thêm mà nó biến chặt khối lượng nhỏ thì đó là những cơ hội anh chị gia tăng, còn mua mới thì nó hơi cao. Đấy, đối với dòng dầu khí PVD đẹp nhưng PVD nó cũng tăng rồi. Vừa rồi thì mình không chọn PVD nhưng mình chọn PVE. PVE hiện tại nó vẫn chưa vượt được vùng đỉnh này, trong khi là PVD thì nó vừa được đỉnh ra đây anh chị này. Đấy, thì đó là về 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 đối dòng dầu thì anh chị nên quan tâm theo cách thức của mình, anh chị nên lựa chọn những cổ phiếu mà nó cánh trên ấy. Cánh trên trên mà nó tiềm cận đỉnh trước hay hơn đấy. Thì ví dụ như PVS vừa sai vì sao mà nó chưa lên chậm hơn, thì bởi vì nó đã có quá trình này là khối lượng lớn hơn PVD đấy, thứ hai là nó dao động hơn. Nhưng bây giờ nếu nói như vậy thì sẽ có một câu hỏi được là tại sao vừa rồi anh lại không chọn PVD đúng không ạ, và anh lại chọn PVS đúng không ạ? Thì có thể là mình thiên về một một ít nhiều về yếu tố cơ bản đấy, thì nhưng mà hiện tại nó chưa lên đấy, thì đó là cách thức đúng không ạ? Đó là về dòng dầu khí. Ngoài ra nhóm ngành điện thì có con PC1. PC1 thì nó đã quá cái điểm rồi, nó đã quá cái điểm rồi anh chị nhé, nó đã quá cái điểm rồi thì chúng ta không không còn còn cái điểm để mua nữa.
Còn ngoài ra còn có cả cái nhóm ngành khác, ví dụ nhóm anh dịch máy như VGT đây, rồi TNG đây, rồi gì ạ, ví dụ Wheel đây. Thì trong cái nhóm này anh chị quan tâm thì mình nghĩ rằng là con Wheel nó thấy hay hơn. Và kể cả con Wheel hôm qua mình có chia sẻ, con Wheel hôm qua mình có chia sẻ, tức là khi nó bứt khỏi vùng đỉnh lúc nên là anh chị hiểu về cấu trúc thì như anh chị mua hôm nay là nó khá ổn. Đấy, mua hôm nay là khá ổn. Đây, anh chị nên chọn những con mà nó thường dễ trân dễ san đấy. Đấy, tức là những cái chơi bọn này thì hơi chóng mặt, nhưng mà những cái con mà dễ trân dễ san nó thường nó thể hay hơn, nó lại lên lên mạnh hơn, thị trường vào chén nó lên rất là mạnh. Đấy, thế đó là đối với nhóm ngành dệt máy. Đối với bán lẻ cũng vậy thôi, bán lẻ có đế chứ quân này, đế chứ quân kiểu như thế này, mà nếu như mà nó bứt lên đây thì nó tuy, nhưng mà mình đây khi mà đã những cổ phiếu đã bứt lên gần gần đỉnh này rồi thì mình thường là mình không lựa chọn. Đấy, mình thường là mua dưới hơn, vì con PVS cái màu hình khá giống con này, con đế chứ quân này gì nhá. Đấy, nhưng mình mua cách đây 4 hôm. Đấy, thì tương tự như vậy đối với FRT thì nó quá điểm pẹt pẹt thì như thế sẽ yếu hơn. Mình sẽ vì như đế chứ quân FRT và đế pẹt thì mình thể thường là nếu cách thức của mình thì mình sẽ không chọn những bọn mà dưới như thế này, ví dụ MWG hoặc là đế chứ quân thì là pẹt thì nó thể dưới hơn. Để cho là chúng ta nên lựa chọn những anh nào mà cần đỉnh hơn thì nó thể hay hơn anh chị nhá. Rồi có lẽ là cũng khá là nhiều dòng nữa chứ, nhưng mà do yếu tố thời gian nữa, cho đó là anh chị mà quan tâm những cổ phiếu nào anh chị có thể để bình luận. Và anh chị theo dõi kênh, và anh chị nếu chưa đăng ký kênh anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Có lẽ video mình xin phép dừng tại đây. Ở video cuối tuần thì cũng xin chúc anh chị có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, an lành, hạnh phúc và có hoạt động đầu tư rao nhịp sắp tới hiệu quả. Xin chào và hẹn anh chị trong những video, gặp anh chị trong những video lần sau.